vẽ đồ thị hàm số ha. Như vậy đồ thị hàm số của mình sẽ có hai loại, đó là hàm số bậc nhất và hàm số bậc hai. Như vậy hàm số bậc nhất thì nó sẽ gồm hai dạng đồ thị, đó là đồ thị thứ nhất y bằng ax và đồ thị thứ hai y bằng ax cộng b, được chưa? Và hàm số bậc hai đồ thị của mình có công thức là y bằng ax bình phương. Thì ở lớp 9 mình sẽ vẽ chủ yếu hai đồ thị này. Như vậy trong cái dạng vẽ đồ thị thì mình chia ra làm 3 dạng toán cơ bản. Dạng 1 là vẽ đồ thị. Dạng 2 là tìm tọa độ giao điểm bằng phép toán. Và dạng 3 là tìm điều kiện của M, tham số M, để giữa đồ thị này với đồ thị kia nó xảy ra các vị trí tương đối, có thể là cắt, có thể là tiếp xúc, mà có thể là không giao nhau. Như vậy mình tìm hiểu cái phần thứ nhất, đó là vẽ đồ thị. Thì ở phần vẽ đồ thị chúng ta sẽ thông qua 3 bước chính. Bước 1, lập bảng giá trị. Như vậy đối với hàm số bậc nhất thì bảng giá trị của mình sẽ cần có hai ô ha. Thì lấy cái hàm số đầy đủ luôn, x y bằng ax. Như vậy đó, cái bảng giá trị của hàm số này mình sẽ cần hai ô. Rồi, ô đầu tiên ta sẽ cho x là số 0, sau đó mình ax cộng b chứ, thì lấy hàm tổng quát luôn ha. Thì ô đầu tiên thì cho nó là số 0, sau đó thì thế 0 vào chỗ x để thầy đi tìm y. Như vậy thầy sẽ tính được y ở cái ô đầu tiên. Và tiếp tục ô thứ hai thì sẽ cho tiếp một cái x nữa, thì chúng ta có thể linh động, có bài mình cho x bằng 1 được, có bài mình phải cho x bằng 2, hay có bài mình cho x bằng -1, -2 vân vân. Thì ở đây mình sẽ linh động để mình cho, và mình cho cái số đó để mình tính y nó ra số nguyên, giúp cho mình dễ vẽ hơn nè, giúp cho mình dễ xác định hơn trên cái mặt phẳng x y. Như vậy ở đây chúng ta sẽ linh động cho một số x nào đó tùy ý, nhỏ nè, giúp cho mình tính y ra số nguyên ha, khi đó mình cũng đi tính y. Như vậy đối với cái hàm số bậc nhất mình chỉ cần hai ô thôi. Còn hàm số bậc 2, x y bằng ax bình phương, thì chúng ta cần tới 5 ô. 1 2 3 4 5 5 ô. Rồi, trong đó mình sẽ lấy cái ô số 3 làm chuẩn, và ô số 3 luôn luôn là số 0,0 làm chuẩn. Như vậy từ ô số 3 đến ô số 4 và ô số 5, mình sẽ cho x là những số nguyên dương tăng dần. Ví dụ ở đây thầy cho x là số 1, thì ở đây thầy có thể cho là số 2 hoặc số 3, số 4, số 5 gì đó, x tăng dần. Và khi đó giữa ô số 2 và ô số 4 này nó sẽ có sự liên hệ với nhau. Nếu ô số 4 là số nguyên dương thì ô số 2 sẽ là đối của số đó. Như vậy ở đây là -1. Tương tự, ô số 5 và ô số 1 sẽ là liên hệ với nhau. Ô số 5 thầy cho số 2 thì ô số 1 sẽ là -2. Khi đó để tính thằng y, thầy chỉ cần tính bên cái phần x dương thôi, và bên x âm thầy ghi tương ứng theo ô giống như x vậy đó. Nhân y là bằng nhau chứ không lấy đối, y là giống luôn. Như vậy giả sử thì tính ra đây, thế 1 vô đi, giả sử mình tính ra bằng 3 đi, thì bên ô số 2 nó cũng là sẽ là số 3. Ô số 5 ví dụ thì tính ra bằng 6 đi, thì ô số 1 thì cũng ghi số 6, giả sử như vậy. Như vậy mặc dù nó tới 5 ô nhưng mình chỉ cần tính hai ô cuối cùng là số 4 và số 5, còn ô số 1, số 2 mình chỉ cần ghi x là đối còn y là giống. Như vậy mình tính xong cái bảng giá trị của hàm số bậc 2 y bằng ax bình phương. Và chúng ta lưu ý một điều là a mà là số dương thì y mình luôn dương, nghĩa là hệ số a của mình dương á, thì tất cả cái giá trị y mình tính ra luôn lớn hơn không, trừ cái ô số 3 thôi. Ngược lại, nếu a âm
thì cái y của mình tính ra luôn là số âm. Được chưa? Do đó không có bao giờ xảy ra cái trường hợp là bên trái y dương, bên phải y âm, hoặc bên trái y âm, bên phải y dương được. Dương là dương hết mà âm là âm hết. Do đó các em lưu ý chỗ này. Bước 2. Chúng ta sẽ vẽ mặt phẳng XOY. Mặt phẳng XOY. XOY. Được chưa? Vẽ mặt phẳng này. Thì mặt phẳng XOY chúng ta sẽ canh nó vừa đủ, nghĩa là tương xứng với cả hai đồ thị thôi. Không cần vẽ quá dư và cũng không được vẽ thiếu. Nó chỉ cần vừa đủ và cân xứng để mình vẽ cả hai. Như vậy làm sao để mình biết vừa đủ và cân xứng? Mình sẽ nhìn tất cả các giá trị y ở dưới. Y lớn nhất là bao nhiêu? Ha, thì chúng ta sẽ đặt cây bút vào vị trí cao nhất và mình lấy dư 1 đến 2 ô. Sau đó mình kẻ xuống thì cái đồ thị của mình nó sẽ vừa đủ, nó không quá dư. Rồi, và bước 3 là vẽ đồ thị. Sau khi có mặt phẳng XOY thì mình sẽ chấm các điểm từ hai đồ thị lên trên mặt phẳng XOY. Và mình lưu ý mình vẽ ai thì mình chấm của người đó. Vẽ xong đồ thị này thì mới vẽ đồ thị thứ hai. Tránh mình chấm hết tất cả các điểm lên, nó sẽ làm cho mình bị rối. Mà một khi mình bị rối á thì mình không biết cái điểm đó thuộc đồ thị nào, làm cho mình khó vẽ. Ha, thì đây là cái dạng vẽ. Thì lý thuyết của nó chỉ như thế này thôi. Bây giờ mình cùng xuống ví dụ ha. Ví dụ cho parabol B y bằng x bình, đường thẳng D y bằng x cộng 1. Đây, này có hai cái này. Như vậy lời giải phải vẽ B và D trên cùng mặt phẳng tọa độ, cùng một mặt phẳng tọa độ, phẳng tọa độ. Đây. Như vậy đầu tiên bước 1 là giải ha. Đánh dấu sao. Thầy lập bảng giá trị. Bảng giá trị. Hai chấm xuống hàng cái bảng thứ nhất của thằng B. X nè. Y bằng x bình phương nè. Rồi, kẻ 5 ô ra. 1 2 3 4 5. Hết ngang ra. Đầu tiên ô số 3 không không. Bây giờ cái hàm số parabol của mình á, nó không có phân số. Không có phân số thì thầy cứ cho số 1, số 2 là dễ vẽ nhất. Như vậy ô số 4 thầy đặt là x số 1. Ô số 5 thầy cho x là số 2. Thì tương ứng qua ô số 2 với ô số 4 đối với của nhau là âm 1. Ô số 1 với ô số 5 là âm 2. Đây. Rồi bây giờ thầy thế ô số 4 ô số 5 vào y để tìm. 1 thế vô y bằng 1 bình phương, kết quả ra 1. Vậy mình điền vô đây 1. 2 thế vô y bằng 2 bình phương, kết quả ra 4. Thì điền vô đây số 4. À. Rồi khi đó ô số 2 giống với ô số 4, vậy là 1. Ô số 1 giống với ô số 5, vậy đây là 4. Đó, thì mình lập xong cái bảng giá trị của hàm số y bằng x bình. Hàm số thứ hai y bằng x cộng 1, 2 ô ha. 1 ô. 2 ô. Rồi, ngang đây. Đây. Như vậy ô này đầu tiên thì cho x là số 0. Thế vào để tính y. Vậy y bằng 0 cộng 1, đáp án bằng 1. Như đây là số 1. Rồi. Ô thứ hai thì cho x là số 1 đi. Thì thế vô y bằng 1 cộng 1. Đáp án bằng 2. 2. Như vậy thầy đã lập xong bước 1, lập được bảng giá trị của hai hàm số. Bước 2, thầy xuống thầy vẽ đồ thị. Thì ở đây ta thấy nè, nhìn tất cả các y đều là số dương và y lớn nhất là số 4, do đó thầy sẽ vẽ dư thành 5 hoặc là 6 ô. Như vậy đến vị trí cao nhất, thầy đặt cây bút xuống. À, ngay vị trí này là cao nhất này, đặt cái bút xuống, đánh cho nó cái mũi tên đấy, và thầy sẽ đọc vị trí này là số 6, giảm xuống 5 4 3 2 1 0. Khi đã đến vị trí số 0 thì chấm lên cái, thì đây chính là điểm ô của mình. Rồi phía dưới y âm mình nhìn lại đồ hàm số,
nhìn lại cái bảng giá trị không có y âm. Vậy thì ở dưới thầy chỉ cần vẽ 1 đến 2 ô thôi là được, không cần dư quá nhiều nha. Đây rồi, x x bên trái là cần trừ 1 trừ 2, vậy là 2 ô. Bên phải là 1 2 cũng 2 ô. Như vậy thầy sẽ vẽ mỗi bên dư thêm 1 đến 2 ô nữa. Vậy tổng cộng mỗi bên là thành 4 ô đi. Đây. Bên trái 4. Rồi bên phải 4 luôn. Đó, mũi tên. X O. Như vậy cái quan trọng nhất, mặc dù nó là cái cơ bản, nhưng nếu mình thiếu cái này thì khi vô bài thi mình sẽ bị trừ điểm. Đó chính là cái mũi tên và ba chữ X O E. Và lưu ý mũi tên mình chỉ có hai chiều thôi, chỉ có hai phần hai chỗ thôi, đó là bên phải cái trục UX mũi tên chỗ này và phía trên trục UI mũi tên chỗ này. Nó khác bên môn lý, môn lý thì mũi tên mình hai chiều, do đó các em lưu ý phân biệt cho kỹ ha. Rồi bây giờ thầy vẽ cái hàm số parabol trước. Điểm đầu tiên trừ 2 4, x bằng trừ 2 0 qua trái trừ 1 trừ 2, số trừ 2 đây trừ 2, y bằng 4 này, điểm lên 1 2 3 4 đây số 4. Vì hai cái số này nó chỉ là hoành độ và trung độ, do đó thầy không có dùng dấu chấm. Điểm thầy sẽ dùng dấu chấm, còn số thầy sẽ sử dụng dấu gạch. Như vậy ở đây từ trừ 2 đến 4 thì tại số x bằng trừ 2 chúng ta sẽ vẽ một đường vuông góc hướng lên bằng nét gạch đất như thế này, được chưa? Và các em cố gắng mình sử dụng thước hoàn toàn để vẽ cho nó thẳng nó đẹp. Và từ y bằng số 4 mình sẽ vẽ qua trái, tại vì hành độ của nó bên trái như đây, qua trái ha. Thì hai cái nét gạch đất này nó cắt nhau ở đâu, chính là cái điểm cần tìm của mình. Mà khi nó là điểm thì thầy sẽ chấm nó lên như thế này để mình phân biệt đâu là điểm và đâu là số cần dùng. Rồi thứ hai, trừ 1 1 x bằng trừ 1 đây, y bằng 1, y bằng 1 đây ha. Rồi tương tự từ trừ 1 thì dễ hẳn lên và từ số 1 thì dễ qua trái đó, thì đây chính là cái điểm thứ hai của mình. Thứ ba, điểm 0 0 0 0 chính là điểm ô có sẵn. Thứ tư, điểm 1 1 rồi làm tương tự một đây rồi dễ qua, đây là điểm 1 1 nè. Và thứ năm, điểm 2 4 2 đây 4 rồi, vậy là từ số 4 dễ qua phải đó, chăm cả. Thì đây chính là 5 điểm cần có của mình để vẽ hàm số parabol. Sau đó các em sử dụng cây thước parabol, mình đặt cái cạnh của cây thước á với thằng bên trái trước, nghĩa là ba điểm bên trái này, gần ba điểm này đây, mình đặt cái cạnh của cây thước làm sao cho nó đi được qua cả ba điểm này, và cái phần uốn cong của cây thước là phần đầu nhỏ hoặc đầu to nó sẽ đi qua được điểm không không, có thể là không phải ngay đỉnh của cây thước đâu mà nó lệch qua một xíu cũng được, để mình tạo cái đường cong khi vẽ đến điểm không không ha. Và thứ hai mình lưu ý parabol của mình là một đường cong, do đó bạn nào mà vẽ nó ra chữ V như thế này là không được nha. Do đó tránh, để mình hạn chế việc vẽ chữ V á, thì chúng ta sẽ cần một cái thủ thuật nhỏ một xíu, đó là mình hơi ăn gian nhẹ một xíu, là chúng ta vẽ gần đến số 0 mình dừng lại, khi đó mình sẽ dùng tay mình uốn nhẹ qua thì nó sẽ tròn qua, nó chứ không phải là nó nhọn như chữ V. Rồi lưu ý thứ hai là hai cái phần râu của parabol, hai cái phần dư của parabol nó phải bằng nhau và nó ngang hàng với trục oblique, tại vì như vậy nó sẽ chắc chắn là bằng nhau. Còn nếu mình không vẽ bằng nhau á thì nó sẽ bị lệch ha. Như vậy mình sẽ bắt đầu, hãy bắt đầu, tại vì thầy vẽ bằng cái máy tính này nên không có đặt cái thước parabol lên được, do đó có thể nó sẽ vẽ nó hơi xấu một xíu. Các em cố gắng đặt cái thước parabol để mình vẽ cho nó đẹp ha. Rồi bắt đầu mình đặt cây bút phải ngang hàng với trục oblique, rồi mình vẽ xuống, đi qua điểm thứ nhất, đi qua điểm thứ hai và gần đến điểm O mình dừng lại, gần đến điểm O ha, dừng lại và làm tương tự đối với cái phần bên phải cũng vậy, bắt đầu xuống gần đến điểm O mình dừng lại đó. Sau đó mình sẽ dùng tay mình thả thước ra, mình dùng tay mình uốn nhẹ từ bên đây qua bên kia, uốn nhẹ từ bên đây bên kia thì nó sẽ đi qua điểm O không không và nó không có bị nhọn cái đầu ha, đi qua điểm O không không và nó không bị nhọn cái đầu.
giúp cho đồ họa của mình nó sẽ ổn hơn. Vì ở đây thầy vẽ bằng tay nên nó sẽ không được đẹp, do đó các em cố gắng sử dụng thước mình đặt cho nó chuẩn thì vẽ sẽ đẹp ha. Rồi thầy đặt tên đồ thị đây là B. Như vậy mình vẽ xong parabol. Hàm số thứ hai y bằng x cộng 1. Điểm thứ nhất 0,1 thì cái điểm này nhiều bạn hay sai lắm nè. Cái điểm 0,1 này rất nhiều bạn hay sai. X bằng 0, y bằng 1. Như vậy một số đã bằng 0 thì cái điểm của mình nó sẽ nằm ngay cái số còn lại và trên trục của nó. Như vậy ở đây x bằng 0, y bằng 1 thì cái điểm này sẽ nằm trên trục OY tại đúng số 1 luôn. Vậy OY đây, tại đúng số 1 thì cái điểm nó ở đây. Điểm nên thầy sẽ chấm ha, 0,1 này. Đây là điểm 0,1, thầy chấm cái. Rồi, điểm thứ hai 1,2. X bằng 1, y bằng 2. X 1 có rồi, y bằng 2 trên đây. Số 2. Rồi, nói lại. Đây, điểm 1,2. Sau đó mình đặt cái thước sao cho nó đi qua hai cái điểm này, màu đỏ với màu xanh thì mới vẽ này. Và chúng ta vẽ một cái đường thẳng đi qua hai điểm này. Đây. Được chưa? Thì đây chính là cái đồ thị hàm số bậc nhất y bằng x cộng 1 mình cần vẽ. Và mình đặt cho nó cái tên. Đó, chính là chữ D ha. Đề bài nó tên là D thì mình sẽ ghi là D. Và một lỗi thứ ba các em hay bị sai đó chính là mình vẽ hai cái đồ thị này nó vượt ra ngoài cái khung của mặt phẳng XY. Nghĩa là nhiều bạn sẽ vẽ như thế này, thấy cây thước thẳng còn nhiều quá, vẽ dài ra luôn. Đấy, như vậy cái trục OY của thầy nó tới đây thôi. Đây là trục OY của thầy nè, nó tới đây. À, trục UX của thầy nó tới đây. UX ha. Mà mình cái phần dư của mình nó dài hơn trục UX luôn. Như vậy đâu được. Hàm số nó sẽ nằm gọn trong mặt phẳng XY. Do đó mình không được vẽ dư ra như thế này ha. Các em hạn chế việc này ha. Rồi. Như vậy mình chỉ cần vẽ gọn trong XY thôi là ok. Khi đó mình sẽ hoàn thành được cái phần vẽ của hai hàm số ha. Rồi. Bây giờ mình chuyển qua dạng số 2. Đó chính là tìm tọa độ giao điểm. Tọa độ giao điểm bằng phép toán. Bằng phép toán. Được chưa? Tìm tọa độ giao điểm bằng phép toán. Như vậy, để tìm được tọa độ giao điểm bằng phép toán á, thì chúng ta cần thông qua 3 bước. Bước 1. Xét phương trình hoành độ giao điểm. Phương trình hoành độ giao điểm. Hoành độ giao điểm nghĩa là sao? Nghĩa là mình chỉ lấy chữ x của hai cái hàm số để mình cho nó bằng nhau thôi. Chữ y mình bỏ qua. Thì mình xét hoành độ mà của hai hàm số. Hai hàm số. Như vậy giả sử ở đây thầy muốn tìm hoành độ giao điểm của hai hàm số cái ví dụ này đi. Thì chúng ta nhìn lại hàm số nè. Hàm số thứ nhất parabol, cái x của nó chính là gì? X bình. Hàm số thứ hai đường thẳng, x của nó chính là gì? Cộng 1 ha, x cộng 1. Vậy là thầy cho hai cái phần x này bằng nhau, chính là phương trình hoành độ giao điểm của mình. Được chưa? Như vậy thầy giả sử thầy lấy ví dụ đó luôn đi. X bình bằng x cộng 1. Đây, cho hai phần x của hai hàm số bằng nhau được gọi là phương trình hoành độ giao điểm. Rồi thầy tương đương, thầy chuyển với tất cả qua trái. Như vậy là x bình trừ x trừ 1 bằng 0 ha, chuyển hết tất cả qua trái, chuyển với thì đổi dấu, cho đó nó sẽ ra phương trình này. Rồi bước 2, giải phương trình tìm x. Giải phương trình để tìm x. Được chưa? Như vậy sau khi xét được phương trình hoành độ giao điểm, mình sẽ giải cái phương trình đó để tìm ra được những cái x, nghĩa là những cái hoành độ của các giao điểm cần tìm. Và bước 3, nhiều bạn hay quên là giải xong x cái tự nhiên đi kết luận. Đó là rất nhiều bạn hay bị quên chỗ này. Do đó các em cần lưu ý, mình giải x xong, mình cần bước 3 nữa là phải đi tìm y. Một điểm nó phải có hoành, nó có tung, nó mới là một điểm. Mới có hoành, chưa có tung thì làm sao mình kết luận được. Do đó lưu ý, tìm x rồi thì phải thế vô để tìm y. Mà thế vô đâu? Có thể thế vào parabol cũng được, có thể thế vào đường thẳng cũng được. Mình thấy mình thế vô đâu dễ tính thì mình thế vào đó ha. Vậy bước 3, thay x vừa tìm, vừa tìm vào parabol hoặc đường thẳng để tìm y rồi kết luận. Tìm y rồi kết luận.
Được chưa? Nhớ kỹ ba bước này, mình tuân thủ vào ba bước này thì cái dạng toán tìm hình độ, tìm tọa độ giao điểm bằng phép toán của mình đó, rất là dễ. Nè. Rồi. Như vậy ví dụ thầy lấy cái hai hàm số của cái bài vẽ thầy làm luôn. Tuân thủ ba bước này. Như vậy bước 1 là giải của mình sẽ là xét phương trình hoành độ giao điểm. Ở đây thầy xin viết tắt chữ phương trình ha. Hoành độ giao điểm của đồ thị hạng thứ nhất nó có tên là B và thứ hai có tên là D, là hai chấm x bình bằng x cộng 1. Như vậy tương đương x bình trừ x trừ 1 bằng 0. Được chưa? Như vậy đây là cái phương trình hoành độ giao điểm của mình, mà nói lại là một phương trình bậc 2. Như vậy mình sẽ sử dụng delta hoặc delta phải để giải cái phương trình này. Như vậy ở đây ta thấy hệ số B của mình á, nó không chia hai được, mà không chia hai được thì chúng ta chỉ dùng delta thôi. Như vậy hệ tính delta, tính delta bằng công thức delta là B bình phương trừ 4AC. Thay số vào, B của mình nhìn lên đề bài, B của mình chính là trừ 1 tất cả bình phương. B bình ha, như là trừ 1 tất cả bình. Trừ 4 nhân A là 1, nhân C là trừ 1. Rồi, lấy máy tính ra mình tính kết quả thôi, chứ còn mấy. Tính kết quả thôi, delta là mấy. Vậy là trừ 1 tất cả bình, trừ 1. Đáp án là bằng bằng 5. Thì delta của mình tính ra nó là một số số dương, 5 là số dương. Vậy vì delta dương nên cái phương trình của mình có hai nghiệm phân biệt. Hai nghiệm phân biệt. Nghiệm thứ nhất x1 sẽ có công thức là trừ b cộng căn delta phần 2a. Như vậy bằng b của mình là trừ 1, vậy trừ b chỉ cần đổi dấu lại là xong. Vậy là số 1 cộng căn 5 tất cả chia 2 nhân 1, vậy bằng 1 cộng căn 5 phần 2 ha. Đây là cái ý thứ nhất của mình. Ý thứ hai là bằng trừ b trừ căn delta chia 2a. Như vậy bằng 1 trừ căn 5 tất cả chia 2 nhân 1, vậy bằng 1 trừ căn 5 phần 2. Khi đó chúng ta hoàn thành được bước số 2. Rồi, có bước 2, bắt đầu mình qua bước 3 là phải thay x vào để tính y ha, thay x để tính y. Như vậy thay x1 bằng 1 cộng căn 5 chia 2 vào. Thì ở đây nếu mà x của mình nó ra số vô tỷ dạng căn thì chúng ta nên thay vào đường thẳng, mình sẽ dễ tính hơn là thay vào parabol, tại vì mình phải bình phương lên. Vậy vậy thì thay vào đường thẳng D ta được y của thầy sẽ bằng 1 cộng căn 5 chia 2 cộng thêm 1 ha. Y bằng x cộng 1 mà, vậy thế vô là ra đáp án này. Vậy kết quả của mình sẽ là ba cộng căn 5 phần 2 phần 2. Rồi tương tự thay cái tọa độ thứ hai giờ, thay x2 bằng 1 trừ căn 5 phần 2 vào đường thẳng D, ta được hai chấm y bằng 1 trừ căn 5 phần 2 cộng cho 1, vậy đáp án là bằng 3 trừ căn 5 phần 2 phần 2. Đây. Như vậy đã có x có y thì thầy sẽ tiến hành kết luận. Vậy tọa độ giao điểm, tọa độ giao điểm của B và D là, thì ở đây lưu ý nếu đề bài yêu cầu thầy
hãy tìm tọa độ giao điểm EB đi, người ta cho sẵn cái tên giao điểm, thì khi kết luận mình sẽ ghi tên giao điểm lên ha. Điểm nào A cũng được, điểm nào B cũng được, người ta không có quy ước điểm nào trước điểm nào sau. Rồi, nhưng nếu đề bài không có cho tên thì khi kết luận mình không cần ghi tên, mình chỉ cần ghi tọa độ thôi. Vậy ở đây thầy không có cho tên, do đó thầy chỉ cần kết luận tọa độ. Điểm thứ nhất, mở mặt tròn ra. X trước 1 cộng căn 5 phần 2. Chấm phẩy y sao 3 cộng căn 5 phần 2. Đây là điểm thứ nhất nè. Chấm phẩy. Điểm thứ hai, 1 trừ căn 5 phần 2 và 3 trừ căn 5 phần 2. Đóng mặt tròn lại. Nè. Đây, đóng mặt tròn lại. Đó. Như vậy đây là cái dạng bài toán tìm tọa độ giao điểm bằng phép toán giữa hai đồ thị ha. Đây là dạng số 2. Rồi. Còn một dạng nữa là dạng số 3. Tìm M để parabol của mình và đường thẳng có vị trí tương đối. Vị trí tương đối. Vậy ở đây giữa parabol và đường thẳng mình sẽ có bao nhiêu vị trí tương đối? 3. Tổng cộng là 3 vị trí. Vị trí thứ nhất là cắt nhau. Vị trí thứ hai là tiếp xúc nhau. Và vị trí thứ ba là không giao nhau. Như vậy, nếu mà parabol cắt đường thẳng thì giữa hai cái này nó sẽ có hai giao điểm ha, có hai giao điểm. Mà nó có hai giao điểm nghĩa là cái phương trình hoành độ giao điểm của mình, phương trình hoành độ giao điểm thầy viết tắt ha, sẽ có hai nghiệm phân biệt. Hai nghiệm phân biệt. Nghiệm phân biệt. Được chưa? Đây là cái mối liên hệ này. Nếu parabol và đường thẳng mà cắt nhau, tụi nó phải có hai giao điểm. Giao điểm. Được chưa? Hai giao điểm. Mà muốn có hai giao điểm thì cái phương trình hoành độ giao điểm của hai đồ thị này phải có hai nghiệm phân biệt. Được chưa? Rồi, nếu B tiếp xúc với D. Tiếp xúc với D. Nghĩa là nó chỉ có một giao điểm thôi. Một giao điểm. Mà nó có một giao điểm thì nghĩa là cái phương trình hoành độ giao điểm của mình, phương trình hoành độ giao điểm sẽ có nghiệm kép. Có nghiệm kép. Được chưa? Và nếu B không giao nhau với D. Không giao nhau. Giao nhau với D. Thì nghĩa là không có giao điểm. Không có giao điểm. Mà nó không có giao điểm nghĩa là phương trình của mình, phương trình hoành độ giao điểm là vô nghiệm. Nghĩa không có giao điểm thì phương trình này vô nghiệm. Được chưa? Thì đây là cái mấu chốt để mình làm. Như vậy tìm điều kiện M đấy, B và D có vị trí tương đối, chúng ta sẽ xét phương trình hoành độ giao điểm và biện luận số nghiệm của phương trình này để giải quyết cái yêu cầu của bài toán. Được chưa? Như vậy cái bước làm của mình ha, bước 1 vẫn là xét phương trình hoành độ giao điểm của parabol và đường thẳng đó. Được chưa? Bước 2, biện luận. Biện luận. Ở đây mình sẽ biện luận số nghiệm của phương trình hoành độ giao điểm đó theo yêu cầu đề bài. Cắt thì là hai nghiệm phân biệt, tiếp xúc thì là nghiệm kép, không giao nhau thì là vô nghiệm. Và bước 3, kết luận. Ha, tổng cộng mình có 3 bước cơ bản như thế này. Rồi, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thử ví dụ sau đây ha. Ví dụ thì có B parabol có hàm số là y bằng 2x bình. Đường thẳng D của thầy có hàm số là y bằng 3x cộng m trừ 1. Được chưa? Như vậy hãy tìm m để B cắt D tại hai điểm phân biệt. Thì cái lời giải của mình là gì? Đầu tiên, hãy xét phương trình hoành độ giao điểm. Hoành độ giao điểm của B và D là, như vậy hoành độ giao điểm của mình là gì? 2x bình phương bằng 3x cộng m trừ 1, chuyển với tất cả qua trái. Như vậy là 2x bình trừ 3x
trừ m cộng 1 bằng 0. Thì đây là cái phương trình hoành độ giao điểm của mình. Được chưa? Hãy đánh cho nó cái tên ha. Như vậy chúng ta xong bước 1. Bước 2 biện luận. Thì câu biện luận sẽ là để cái parabol cắt với đường hẳn B cắt D tại hai điểm phân biệt. Hai điểm phân biệt. Khi và chỉ khi. Đấy, chỉ khi. Nếu nó muốn cắt thì cái phương trình sau của mình chính là phương trình hoành độ giao điểm của hai hàm số này đó, hai đồ thị hàm số á. Như là phương trình sau có hai nghiệm phân biệt. Nha, nó có hai nghiệm phân biệt. Mà nếu muốn có hai nghiệm phân biệt thì chúng ta sẽ cần cái điều kiện nào? Thứ nhất, nó phải là phương trình bậc 2 thì nó mới có hai nghiệm phân biệt được. Như vậy điều kiện của mình là A khác không để nó là phương trình bậc 2. Và thứ hai, delta của mình phải lớn hơn 0 thì nó mới có hai nghiệm phân biệt. Như vậy chúng ta thay số vào. Suy ra A của mình là 2 khác không. Thì cái điều này là luôn đúng. Số 2 thì khác số 0 là đúng rồi, đâu có sai. Vậy đây là luôn đúng. Cái delta của mình thì theo công thức là B bình trừ 4AC. Như vậy thầy thay vào trừ 3 tất cả bình 4 nhân 2 nhân C là trừ M cộng 1 lớn 0. Như vậy cái ở trên đã luôn đúng thì chúng ta không cần xét nó nữa, mình chỉ cần giải cái bài toán dưới thôi. Thì tương đương trừ 3 bình phương là 9, trừ 4 nhân 2 là trừ 8, trừ 8 nhân trừ M cộng 8M, trừ 8 đó lại nhân với cộng 1 là trừ 8 lớn 0. Như vậy tương đương 8M thì giữ lại, 9 trừ 8 là bằng 1, 1 chuyển qua phải là thành trừ 1, cho đó 8M lớn hơn trừ 1. Tương đương M số 8 là số dương, chuyển qua làm phép chia thì không đổi dấu bất phương trình, cho đó M lớn hơn trừ 1 phần 8. Được chưa? Như vậy mình đã giải được cái điều kiện của M, nghĩa là các số M lớn hơn trừ 1 phần 8 thì đồ thị hàm số B parabol sẽ luôn cắt đường hẳn D tại hai điểm phân biệt. Như vậy mình kết luận vậy M lớn hơn trừ 1 phần 8 thì B cắt D tại hai điểm phân biệt. Hai điểm phân biệt. Thì đây là các dạng toán cơ bản của liên quan đến đồ thị hàm số. Ha. Còn tại sao mình biết cái điều kiện này thì chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn ở cái phần phương trình bậc 2, tìm M để phương trình này có những điều kiện. Ha. Nó sẽ kỹ hơn ở phần đó. Còn ở đây thầy chỉ giảng liên quan đến vị trí tương đối giữa parabol và đường thẳng thôi. Rồi, ôn tập cho tốt ha.